Hôm trước thì chúng ta đã làm quen với lại các cái lệnh và công cụ để biến đổi đối tượng và đường viền ở trong Illustrator. Hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề tô chuyển ở trong Illustrator như thế nào. Khi chúng ta vẽ ra một đối tượng ở trong Illustrator thì nguyên tắc tô màu thì các bạn biết rồi. Cái màu ở trong cái ô phim nó sẽ được mặc. Ô phim có màu gì thì và chúng ta rất dễ dàng khi mà đổi sang một màu nào đó. Đấy, thao tác thì cực kỳ đơn giản như thế này. Các bạn có thể có mấy cách như như sau. Một là các bạn mở cái cửa sổ Swatches. Hai là các bạn mở cái bảng Color. Ở trong này thì nó cho phép các bạn làm theo hai cách. Một là cái giải màu. Ở đây các bạn có thể di cái công cụ đo màu, các bạn bấm vào một điểm bất kỳ ở trong cái giải màu này để lấy một màu mới thiết lập cho ô phim, cũng đồng thời thiết lập cho cái đối tượng đang được chọn. Hoặc các bạn có thể là điền tham số vào trong cái trường tham số màu ở đây. Và việc thiết lập này thì có thể dùng cho cả cái ô phim lẫn ô stroke. Các bạn muốn thiết lập màu cho ô nào thì bạn kích hoạt cái ô đó lên. Thế nhưng mà cái phần màu này thì về nguyên tắc nó cũng đều đơn giản là màu solid, tức là một màu duy nhất và đơn giản. Tuy nhiên là trong thực tế thì chúng ta có những thứ mà chúng ta tô rất là nhiều màu đó, và chúng ta gọi nó là màu chuyển hay là màu gradient. Vậy thì trong Illustrator chúng ta muốn tô màu chuyển, tô màu gradient thì chúng ta làm như thế nào? Thế để tô màu gradient thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Để ý xuống dưới hai ô màu này, chúng ta có ô màu phim là nằm ở đây, ô stroke là nằm ở đây, và bên dưới nó thì các bạn thấy là có ba ô màu. Chúng ta thường xuyên sử dụng cái ô năm này là để hủy đi màu viền của đối tượng, và chúng ta thấy là ô này, ô color này là ô được kích hoạt mặc nhiên. Thế còn khi nào mà các bạn muốn chuyển sang tô màu chuyển màu gradient thì các bạn bấm vào cái ô ở giữa này, hoặc là các bạn bấm cái phím tắt là phím đóng hoặc nhọn. À, khi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là mặc định, nếu như là lần đầu các bạn tô thì nó đặt sẵn cho các bạn ở chế độ là tô màu chuyển và chuyển giữa hai màu là trắng và đen. Sau này chúng ta muốn can thiệp, chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi. Thế khi kích hoạt cái chế độ mà tô màu chuyển như thế này thì cái palette gradient này nó sẽ được tự động bật ra đấy, và trong đó chúng ta nhìn thấy một số tham số ở trong này. Thứ nhất là tô màu gì thì nó cũng sẽ hiển thị ở đây, là màu bề mặt hay là màu đường viền thì chúng ta cũng sẽ thấy ô quan sát nhỏ ở trên, ô điều chỉnh ở dưới. Chúng ta có thêm cái ô kiểu mẫu thì chúng ta có hai kiểu thôi. Nếu mà các bạn đã từng làm quen với lại Photoshop hoặc là làm quen với Corel Draw thì chúng ta sẽ thấy là các cái kiểu màu chuyển ở trong hai chương trình đó tương đối nhiều. Nó có đến 4 hoặc là 5 kiểu chuyển màu. Tuy nhiên trong Illustrator thì chúng ta thấy nó rất là ít, nó chỉ cung cấp cho chúng ta đúng hai kiểu thôi, là kiểu linear, tô chuyển theo đường thẳng, và kiểu gradient là tô theo đường tròn. Như vậy là trong Illustrator chúng ta rất ít lựa chọn. Thế bây giờ muốn can thiệp thì chúng ta can thiệp vào những cái gì ở đây? Ở đây thì các bạn thấy là cái giải màu mẫu này, và để giúp chúng ta vừa hình dung vừa giúp cho chúng ta là hiệu chỉnh thì chúng ta có bao nhiêu màu thì các bạn sẽ thấy là có bấy nhiêu con trượt hiệu chỉnh ở đây, mà chúng ta gọi nó là gradient slide. Bấm vào cái con trượt nào thì nó sẽ khai báo cái tham số liên quan tới cái màu đó ở trong cái giải màu. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy có hai tham số này thông báo. Thứ nhất, opacity là cái độ trong đục của nó đang là 100%, location
là 0. Ở đầu bên này chúng ta bấm vào, chúng ta cũng sẽ thấy là hai cái giá trị 100% và 100%, có nghĩa là đục không nhìn xuyên qua được. Và location ở đây thì chúng ta sẽ thấy là trong cái giải này nó sẽ tính từ cái cạnh bên trái sang đến cạnh bên phải của đối tượng mà đang được chọn này, chia ra là 100 phần đấy, và một thằng thì đang ở vị trí 0 là cạnh trái, và một thằng là đang ở vị trí 100 là cạnh phải của hình. Chúng ta có thể là kéo cái location này sang một vị trí mới thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ tạo ra những cái khu vực mà màu nguyên đó. Ví dụ màu trắng là đang ở cạnh trái, màu đen là cạnh phải. Nếu như chúng ta để nguyên nó ở cái vị trí gốc ban đầu thì ngay từ các cạnh chỉ cần rời ra một cái là bắt đầu có cái chuyện là chuyển từ màu nọ sang màu kia rồi. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta kéo cái gradient slide này sang một vị trí khác thì chúng ta sẽ có một cái đoạn rất là dài là chỉ có màu nguyên. Ví dụ từ cạnh này ra đến đây là nguyên màu trắng, từ cạnh phải này ra đến đây là nguyên màu đen. Thế còn từ đây cho đến đây, cái đoạn giữa giữa này thì nó mới bắt đầu hòa trộn vào, chứ không phải là trộn từ cạnh nọ đến cạnh kia. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta điều chỉnh để thay đổi cái quá trình mà pha trộn màu. Thế còn ở phía trên đỉnh này thì chúng ta có một cái điểm trung gian. Cái điểm này nó sẽ giải quyết cái vấn đề là hai cái màu được trộn với nhau thì theo tỷ lệ bao nhiêu. Mặc định thì bao giờ nó cũng để là 50-50, có nghĩa là màu A trộn với màu B mỗi thằng sẽ chiếm 50% trong cái quãng pha trộn màu đó. Còn nếu như mà chúng ta kéo cái con trượt này thì chúng ta sẽ ưu tiên cho một màu hơn màu kia trong cái quãng giữa hai màu hòa trộn với nhau. Kéo sang màu nào có nghĩa là chúng ta đang giảm cái khoảng làm việc của cái màu đó và ưu tiên mở rộng cái khu vực làm việc cho màu kia. Về góc độ thì các bạn sẽ nhìn thấy trên này nó có một cái trường angle. Hiện tại nó đang là 0%, có nghĩa là tất cả đều chuyển rất là thẳng. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho một cái tham số vào đây, bôi đen, hoặc các bạn sổ danh sách này ra và các bạn chọn một trong các cái tham số mà cho sẵn ở trong này, thì các bạn có thể làm cho cái góc độ chuyển của hai màu nó thay đổi đi. Ví dụ như tôi cho nó là góc 45 độ chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó tô theo cái góc chéo như này chứ không phải là theo chiều ngang nữa. Và cuối cùng thì cái điều quan trọng nhất là ở đây chúng ta sẽ có hai kiểu, đúng không ạ? Hai kiểu là thẳng và tròn. Đấy. Thẳng thì nó chỉ có cái phần điều chỉnh là góc, thế còn tròn thì nó kích hoạt thêm một cái trường nữa là aspect ratio. Cái này khi mà chúng ta gia giảm cái tham số này thì nó làm cho cái hình mà hòa trộn này nó không phải là tròn nữa, mà nó có thể là sẽ làm sao đây, thay đổi đi, nó trở thành tô theo cái quần theo kiểu ellipse. Thì cái tham số này là do chúng ta điều chỉnh. Đấy. Nó có thể là chọn rất là nhiều tham số và nó sẽ tạo ra những cái kiểu hòa trộn nó là cũng tương đối là khác biệt. Thế còn là điều quan trọng cuối cùng là gì? Là chúng ta có thay đổi được màu hay không, đúng không? Chúng ta có thêm bớt màu vào trong dãy màu này hay không? Thì đây chúng ta sẽ giải quyết như sau. Để mà thêm hay bớt một màu vào trong cái ô này, trong cái gradient slide này, thì trước tiên là chúng ta chọn cái gradient slide mà các bạn muốn thêm bớt màu hoặc là điều chỉnh màu. Sau đó thì chúng ta sẽ kích đúp vào nó. Khi chúng ta kích đúp vào nó thì nó sẽ mở ra một hộp thoại kèm theo thông báo cho chúng ta về các cái tham số hoặc là các cái vấn đề hiện trạng của cái màu hiện đang được cái gradient slide đó nó quản lý. Thế thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là màu nó sẽ được thông báo ở đây, ô preview. Đó. Và chúng ta sẽ biết được luôn là cái tỷ lệ phần trăm thử nó như thế nào, opacity như thế nào. Muốn đổi sang màu khác thì các bạn có thể là bấm vào một trong những cái màu được cung cấp ở bên dưới này. Nhưng hiện tại thì mặc định của chương trình
nó lại cho chúng ta là màu trắng và đen, và do đó thì đây không phải là màu mà nó chỉ là sắc thôi. Đấy, muốn làm sang màu thì chúng ta phải chuyển đổi nó. Các bạn có mấy cách như thế này, bấm vào đây để xem là nó đang thuộc về hệ màu nào. Đó, hiện tại các bạn thấy là dấu tích V nó nằm ở grayscale, cho nên là nó chỉ có đen và trắng và xám thôi. Các bạn muốn đưa màu vào thì các bạn chuyển cho tôi sang cái hệ CMYK, thì lúc đó nó mới hiện ra cái giải màu ở bên dưới cộng thêm các cái ô về giá trị màu. Các bạn cần điền màu nào vào thì các bạn hoặc là kéo con trượt, hoặc là bấm lấy mẫu màu, hoặc là tự ra giảm tham số vào các cái trường ở đây. Còn một cách khác là các bạn có thể bấm vào swatches, thì lúc này nó sẽ mở các bạn swatches ra và bấm vào màu nào thì nó sẽ đưa màu đó vào trong cái gradient slide đó, thay thế cho cái màu gốc ban đầu là màu trắng và màu đen. Bên này cũng tương tự, bấm vào đây, nhấp nút và chọn một màu mới, thì lúc này chúng ta sẽ có cái màu mới cập nhật luôn. Ở đây là nó hoạt động theo nguyên tắc là real time, tôi làm cái gì, tôi chọn cái gì, lập tức nó cập nhật vào trong cái giải màu mẫu này, và đồng thời nó hiển thị ngay trên cái đối tượng đang được tô màu, để cho chúng ta xem luôn là khi thay đổi thì trông nó sẽ như thế nào. Thế việc thay đổi này thì tương đối là dễ dàng như thế, hoặc không thì các bạn có một phương pháp khác trực quan hơn là như thế này nhé. Các bạn quan sát, chúng ta sẽ mở hẳn cái hệ thống Docker panel ra cả một dãy như thế này luôn, chứ không phải là mở riêng từng panel nhỏ nữa, và do đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái bảng swatches ở đây luôn. Và để thay thế một cái màu nào đó thì các bạn chỉ làm một cái thao tác rất đơn giản như này cho tôi, bấm chọn một màu đó, sau đó các bạn thả trực tiếp vào trong cái gradient slide đó, tiếp theo lại kéo thả một màu nữa, thả vào thì các bạn sẽ có cái sự thay màu luôn. Lần này là chúng ta làm bằng cái thao tác kéo thả trực tiếp. Cũng có thêm một cái cách nữa, đó là tức là một cái thao tác nữa mà chúng ta cần phải nắm được, đó là thêm bớt màu vào trong cái giải màu này. Thì để thêm một cách thông thường thì khi mở cái cửa sổ này ra thì các bạn kích chuột vào trong một vị trí trống nào đó ở cái giải màu này. Các bạn thấy là khi trỏ chuột của chúng ta nó nằm ở ngoài cửa sổ này thì nó là trỏ chuột hình mũi tên màu đen, nhưng khi tôi đưa nó vào trong phạm vi này thì các bạn lại thấy là nó có xuất hiện thêm một cái dấu cộng ở cái mũi tên này, báo hiệu là chúng ta có thể thêm một cái gì đó. Và bằng cách là kích chuột vào cái điểm mà các bạn muốn thì nó sẽ tạo ra một cái gradient slide mới nằm ở cái vị trí mà các bạn vừa mới kích chuột đó. Và trên nguyên tắc thì bao giờ nó cũng dùng luôn cái giá trị mà ở location đó, nghiễm nhiên nó phải có. Ví dụ như là màu xanh nhạt này hòa với màu xanh đậm, thế thì ở vị trí này thì nó sẽ mang đúng cái màu sắc phải có ở trên cái chuỗi giữa hai cái màu xanh đậm và xanh nhạt này, nó trộn ra thì vị trí này đúng màu gì thì nó sẽ tạo ra cái giá trị đúng như thế luôn. Thế còn nếu mà các bạn muốn thêm một cái màu khác vào thì các bạn lại phải làm theo cái cách là nhấp nút vào đây để thay màu. Nhưng mà cách tốt nhất, cách đơn giản nhất là các bạn kéo thả trực tiếp luôn cho tôi, có nghĩa là thích màu gì thì cứ kéo thả thẳng từng từ cái cửa sổ swatches phía trên này thả xuống dưới, cách đấy là nhanh nhất và nó đúng cái màu chúng ta cần luôn. Đấy, thao tác này thì nó trực quan hơn nhiều. Thế thì bao giờ nó có hai chiều? À, thêm rồi thì có bớt được không? Bớt thì chúng ta sẽ làm như sau: nhấp chuột vào cái điểm nào mà các bạn muốn xử lý, sau đó thì các bạn kéo và lôi nó ra khỏi cái vị trí. Đấy, kéo xuống dưới nhá. Đấy, như thế là chúng ta sẽ loại bỏ cái màu đó ra khỏi cái dãy màu mà chúng ta đang pha chế, đang xử lý. Và thực ra thì làm đến đâu thì nó cập nhật luôn đến đấy, coi như là chúng ta có kết quả luôn và không cần phải làm thêm bất cứ một cái thao tác enter hay xác nhận gì cả. Đấy, làm đến đâu nó hiển thị ngay lập tức đến đó. Và như vậy là
chúng ta đã biết cái cách để tô màu cũng như là để hòa trộn thêm màu, rồi thì bớt màu, rồi thay đổi màu, vân vân, ở trong cái thao tác tô màu chuyển gradient. Điều đặc biệt là Illustrator nó chấp nhận cả tô màu chuyển cho đường viền. Trước đây là đường viền chỉ có một màu thôi, stroke chỉ có một màu duy nhất, tô theo kiểu solid thôi chứ nó không tô theo kiểu gradient. Tuy nhiên là đến mấy phiên bản gần đây, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì từ phiên bản CS5 thì Illustrator bắt đầu cung cấp cái khả năng là tô màu chuyển cho cả đường viền nữa. Đây, bây giờ chúng ta xem thử cái đường viền nhé. Phóng lớn lên một chút thì các bạn nhìn thấy là cái đường viền của chúng ta đang là một màu đen tuyền như này. Bây giờ tôi cho nó dày thêm một chút nữa lên để cho các bạn dễ nhìn thấy. Thì đây, đường viền của chúng ta đây. Và đường viền này thì nó đang sử dụng là cái kiểu tô solid, tô một màu duy nhất. Tuy nhiên là khi Illustrator cung cấp cái khả năng mới thì chúng ta cũng có thể tô màu chuyển cho cái đường viền này. Và để tô màu chuyển thì các bạn bấm kích hoạt cái này lên. Và để ý thì cái ô giá trị màu tô cho đường viền nó vẫn nằm ở ô color, có nghĩa là tô một màu duy nhất thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ có cái màu mới, cũng là màu gì đây ạ? Màu gradient. Tôi tô chuyển theo kiểu linear đi cho chúng ta nhìn rõ hơn. Và đây, kết quả các bạn nhìn rất rõ là cái đường viền này, bên này thì là màu xanh nhạt, bên này thì là màu xanh đậm, tô theo kiểu linear. Đó. Và một thao tác nữa mà các bạn có thể áp dụng ở trong cái Illustrator đó là các bạn có quyền đảo ngược cái thứ tự dãy màu. Ví dụ như là tôi đang tô màu xanh nhạt bên trái sang xanh đậm bên phải, khi tôi bấm vào đây thì tôi có thể đảo ngược cái thứ tự của hai cái màu này. Và như thế là rất nhanh là tôi đã chuyển được cái màu đậm sang bên trái và màu nhạt thì sang bên phải. Đối với bề mặt thì nó không có nhiều cái tùy chọn, không có nhiều cái biến lắm. Tuy nhiên là đối với cái thao tác làm việc với lại stroke ấy, thì các bạn thấy là nó còn có thêm một vài biến thể nữa như sau. Đây, bây giờ cho nó dễ nhìn thì tôi chọn đối tượng này và tôi giả cái thằng này về tô thông thường nhé, để chúng ta nhìn cho rõ. Đây, bề mặt tô bình thường và đường viền tô này cho dễ nhìn. Bây giờ cho dày nữa đi, cho nó dễ quan sát. Thì các bạn sẽ thấy là đường viền hiện tại chúng ta đang tô theo kiểu là gradient. Tuy nhiên là cái đường viền này thì chúng ta có mấy biến thể như sau. Các bạn nhìn đây này, phần stroke này chúng ta có 3 cái tùy chọn. Đấy. Đây là kiểu một kiểu, đúng không? Kiểu thứ hai này. Kiểu thứ ba này. Nó sẽ có những cái kiểu biến thể khác nhau. Kiểu đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó tô giống hệt như là bề mặt, có nghĩa là chuyển gì đấy từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái theo cái đường thẳng một cách thông thường. Đấy. Như vậy là đường viền chúng ta sẽ thấy là một phía đậm, một phía nhạt. Đấy. Kiểu thứ hai là tô theo kiểu gì đấy, anh G, có nghĩa là hai màu nó sẽ nằm sát vào nhau, sau đó chuyển vòng quanh theo cái đường chu vi. Cứ chuyển đến đâu thì là nó sẽ pha dần sang cái màu kia lên đó. Đây, màu xanh nhạt nằm đây. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là đậm dần chạy xung quanh cái đường viền này và chạy sang phía màu đậm. Và màu đậm này cũng ngược lại là như thế, nằm ở đây nhưng mà nó nhạt dần chạy xung quanh cái đường chu vi, đường viền. Thế còn với cái này thì chúng ta sẽ có cái kiểu là một thằng là nằm trong, một thằng nằm ngoài. Đó. Đậm nằm ở ngoài, xong rồi là chuyển vào trong. Phía nào cũng thế. Chứ nó không phải là chạy theo kiểu một chiều duy nhất từ trái sang phải, mà nó chạy theo
nó chạy theo kiểu từ ngoài vào trong của đường viền. Đấy. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Đấy. Tạo thành một cái cảm giác như nó hơi vồng lên, hơi gồ lên thế này. Thì như vậy là đường viền của chúng ta thì nó phức tạp hơn, nó có nhiều biến thể hơn so với cái cách thức mà chúng ta sử dụng tô chuyển cho bề mặt. Thế và ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp là tô chuyển thì nó có liên quan một chút tới cái cửa sổ swatches, là cái cửa sổ mà hiển thị màu. Thì các bạn lưu ý là phía dưới này thì chúng ta có một số các cái tùy chọn thế này. Ở đây chúng ta có một cái nút nó gọi là Show Swatch Keys Menu. Sổ ra đây thì chúng ta sẽ có một số các lựa chọn đó. Trên cùng thì chúng ta có cái tùy chọn là Show All Swatches này. Thì các bạn sẽ thấy là nó cung cấp đầy đủ tất cả các phương pháp tô khác nhau, từ tô theo kiểu là Solid cho tới tô theo kiểu tô chuyển và tô theo kiểu pattern. Đấy, có rất nhiều kiểu khác nhau và có bao nhiêu kiểu thì nó sẽ hiển thị hết ở đây. Thế còn nếu như mà tôi sổ danh sách này ra mà tôi chọn là Show Color Swatches thì lúc đó các bạn sẽ chỉ thấy là các cái bảng màu này thôi. Đó, Show Gradient Swatches thì lúc đó các bạn sẽ lại chỉ thấy có màu chuyển thôi, còn các thể dạng khác thì sẽ bị giấu đi. Cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là phân loại cho nó gọn gàng hơn, và cần cái thể loại nào thì chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ lấy cái thể loại đó một cách nhanh nhất mà không cần phải lục lọi giữa những cái kiểu tô solid với lại kiểu tô pattern và kiểu tô gradient. Đây, pattern Show Color Group, tức là các cái nhóm màu khác nhau. Thì bây giờ các bạn biết thêm một cái cách để mà phân loại những cái kiểu màu tô khác nhau. Thế và nếu mà sử dụng cái này thì chúng ta cũng còn có thêm một cái nữa là các bạn có thể là đưa vào những cái màu của mình. Swatches này thì nó cung cấp cho các bạn một dãy màu mà theo cái thư viện cho sẵn của Illustrator. Tuy nhiên nếu mà các bạn mà pha ra một cái màu nào đó, các bạn muốn lưu giữ nó lại, các bạn muốn đưa nó vào trong bảng màu thì các bạn có thể làm như sau. Chọn, ví dụ đối với màu solid, các bạn muốn pha một màu nào đó, đó các bạn có thể gia giảm các tham số màu ở đây. Ví dụ tôi pha ra một cái màu như thế này, và bây giờ tôi muốn là lưu nó vào trong cái này thì rất là đơn giản là tôi kéo thả cái màu này vào trong cái thư viện thì nó sẽ vào trong thư viện. Hoặc giả chọn cái này, sau đó thì tôi có thể là chọn đối tượng và bấm vào cái bảng New Swatch này thì nó sẽ đưa ra một cái hộp thoại là hộp thoại New Swatch. Các bạn có thể là quan sát một cách chính xác hơn về cái tham số màu của cái đối tượng mà đang được chọn lựa làm màu mẫu, và các bạn sẽ thấy là nó đặt tên màu theo cái tham số màu. Đây là một cách đặt rất là khoa học. Đấy. Tại vì ví dụ như là chúng ta nói một cái màu, nó là màu gì đó. Nếu các bạn nào thiết kế thì vẫn biết là một số các màu gốc, ví dụ như là màu vàng chanh, ví dụ như là màu đỏ cờ, ví dụ như là màu đỏ magenta vân vân, thì đấy là cách gọi tên. Tuy nhiên là đấy là chỉ một vài cái màu tương đối chính thì chúng ta biết được cái tên của nó, còn những màu khác thì nhiều khi là chúng ta không biết tên gọi nó là cái gì. Thế còn đặt tên cho một cái màu thì chúng ta có thể đặt tên, nhưng mà cái sự hình dung màu của mỗi người rất rất khác nhau. Tôi có thể đặt tên là cái màu là vàng sáng hay là vàng sẫm, nhưng mà có thể đối với các bạn vàng sáng nó là một thứ khác, vàng sẫm nó lại là một thứ khác theo cái hình dung của các bạn. Cho nên là cách đặt tên như thế
thì nó rất khó hình dung và rất khó tạo ra một cái nhận định chính xác về màu. Do đó thì cái cách đặt tên theo cái tham số màu như này là một cách rất là chuẩn xác. Bất kể bạn quan sát như thế nào thì cái cách đọc tên màu này là đồng nhất giữa tôi và các bạn, giữa bất kỳ ai. Do đó thì nó sẽ không có những cái chuyện gọi là mỗi người hiểu một kiểu nữa. Và các bạn sau khi mà nhấp OK thì cái màu mới nó sẽ được đưa vào trong cái thư viện như thế này. Đấy, muốn đưa một cái màu chuyển thì các bạn có thể là đưa như thế này. Đây, tôi muốn tạo một cái màu chuyển mới thì cũng chọn đối tượng đã được tô màu chuyển. Sau đó thì các bạn bấm vào New Trash, đặt tên. Cái này thì lại do chúng ta đặt tên thôi, không thể diễn giải bằng bằng tham số màu được. Tại vì là một màu nếu mà là RGB chẳng hạn thì nó sẽ có 3 tham số. Xem nếu mà màu màu CMYK thì nó sẽ có 4 tham số. Đấy là với một màu duy nhất thôi nhé. Thế nhưng mà một màu chuyển thì ít nhất là chuyển hai thứ. Vậy thì nó sẽ phải có đến 8 tham số màu ghi vào đấy thì nó rất là dài dòng. Còn nếu mà nhiều màu nữa tham dự vào trong cái chuỗi gradient thì cái dãy màu mà chúng ta ghi trên tên đấy thì chắc nó dài lắm, cho nên là người ta không thể đưa ra cách ghi màu như thế được. Chỉ có màu đơn thôi, màu đơn thì chúng ta ghi thế được. Thế còn màu này thì lại ghi hoàn toàn do mô tả của chúng ta sau khi đặt tên cho nó, đúng không? Thì các bạn nhấp OK, nó cũng sẽ đưa cái chuỗi màu nó vào trong cái bảng màu để cho chúng ta có thể sử dụng được. Thế và cái cách thức sử dụng thì các bạn thấy rồi đấy, tạo ra một màu hay là pha hay trộn, mọi thứ hầu như rất là trực quan. Và nếu mà chúng ta chuyển qua chuyển lại đấy, thì cũng rất dễ, chỉ cần bấm vào cái chế độ color hay là chế độ gradient này là chúng ta có thể đưa các màu sắc dạng tô solid hoặc là gradient đưa vào trong cái đối tượng. Và các bạn nhớ một chút là cái ô màu gradient này thì nó cũng sẽ tuân thủ theo quy tắc là nó nhớ cái màu mà được pha trộn và dùng gần nhất. Đấy. Vừa nãy là khi tôi vẽ một cái đối tượng nào đó, tôi tô thì nó đưa sẵn màu mặc định là đen và trắng. Nhưng bây giờ nếu như mà tôi tạo ra một cái đối tượng mới nhá, tôi tạo ra một đối tượng mới thì lúc mà tôi muốn chuyển sang tô chuyển thì mặc nhiên là nó sẽ lấy luôn cái màu gần nhất vừa mới được sử dụng, nó tô vào chứ cũng không thấy đen và trắng nữa. Đấy. Và bất kể là trước đấy là nó tô màu gì không quan trọng. Đấy. Cái điều này thì nó hơi khác so với thằng Corel. Thằng Corel thì nếu như chưa có màu, chưa tô gì cả thì nó sẽ tô mặc định cho chúng ta là đen trắng. Và nếu như có một màu rồi thì nó sẽ, khi mà chúng ta chuyển sang tô màu chuyển ấy, thì nó sẽ lấy chính cái màu đang tô đó, nó trộn với màu trắng, rồi sau đó chúng ta sửa gì, chúng ta sửa thêm. Tức là nó vẫn luôn luôn giữ một phần nào đó của cái màu gốc mà đã được tô cho đối tượng. Nhưng mà thằng Illustrator này thì kệ, nó không cần biết là cái màu solid trước đó tô là màu gì. Ví dụ tôi tô đây là màu đỏ, đó. Chuyển sang gradient nó cũng sẽ tô theo cái màu mà dùng gần nhất. Đấy. Thì cái phần này lại là cái mà tôi không thấy thích thú lắm ở trong cái cách tô màu chuyển của thằng Illustrator. Tại vì nhiều khi tức là chúng ta muốn mà tô chuyển một cái gì đó, thực ra đấy là những cái tìm tòi hay là những cái thử nghiệm. Đấy, đang từ một màu này bây giờ tôi muốn chuyển sang một cái màu hơi chuyển đi một tí, tức là vẫn giữ những cái giá trị gốc ban đầu của cái màu solid, nhưng bây giờ tôi muốn cho nó chuyển nhẹ sang một cái chất nào đó thì tôi vẫn làm được với lại thằng Corel. Có nghĩa là nó vẫn giữ nguyên ít nhất là một tham số màu ở trong cái gradient đó, ở trong cái đối tượng. Tuy nhiên là cái thằng Illustrator này thì nó hơi chối một cái là màu gốc của tôi là cái gì nó chả cần biết đó. Nó cứ thế là nó pha sang màu mới luôn,
Có nghĩa là nếu mà tôi muốn giữ cái yếu tố, ví dụ như vừa rồi tôi tô đỏ chẳng hạn, đỏ tôi muốn là đỏ đấy pha trộn chuyển một chút sang cái gì đó, thì rõ ràng tôi lại phải làm lại từ đầu, chứ nó không giữ cho tôi cái màu gốc mà tôi đã vốn vốn tô cho cái đối tượng của tôi ở cái chế độ Solid. Thế thì về cơ bản là xài cái thằng tô chuyển này thì như thế là chúng ta cũng đã thấy là nó cũng tương đối đơn giản. Tuy nhiên không chỉ là làm việc ở đây, chúng ta còn có một công cụ nữa cơ. Để các bạn để ý, ở trong một công cụ chúng ta có một công cụ nó tên là Gradient Tool. Cái này nó giúp chúng ta là thao tác một cách trực quan. Các bạn để ý nhé, chọn một đối tượng, sau đó thì các bạn bấm vào cái công cụ Gradient này thì nó sẽ hiện một cái dải màu ở ngay trực tiếp trên cái đối tượng mà chúng ta đang chọn đó. Bình thường ra thì nó sẽ chỉ nhìn thấy một cái như thế này. Đấy, một cái dải như thế này thôi. Nhưng nếu mà chúng ta đưa chuột ZZZ vào đây thì bắt đầu nó mở rộng cái khu này ra, cho phép chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Và cũng tương tự như là ở trong cái panel gradient thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là trên cái dải chạy ở trên đối tượng đó nó cũng có hai cái gradient slide, nó nằm ở hai đầu, cũng có cái điểm điều hòa trung gian ở đây. Tôi có thể là điều chỉnh trực tiếp cho này, đây kéo này, kéo ở trên này để tôi ra giảm, tôi tăng giảm cái tỷ lệ phần trăm giữa hai cái màu này, và tôi cũng có thể là kéo cái slide này để thay đổi vị trí màu ở trên dải. Kể cả bây giờ tôi muốn thêm một màu mới vào đây đó, thì các bạn đặt chuột khi nào nó xuất hiện cái dấu cộng ở đây, kích một cái thì nó cũng sẽ tạo ra thêm một slide mới đấy. Và muốn thêm màu bớt màu thì cũng lại nhấp đúp vào đây và lại chọn một cái màu mới trực quan luôn ở đây. Bớt thì sao? Bớt thì cũng tương tự, đưa chuột vào đây, kéo thả, giật nó xuống, kéo nó ra khỏi dãy màu. Và nó có một cái sự linh hoạt hơn là như thế này. Tôi có thể bấm vào cái điểm này và tôi thu ngắn hoặc là kéo dài cái dài, chứ không nhất thiết là nó phải nằm từ đầu nọ đầu kia của đối tượng. Tức là các bạn hoàn toàn là có thể thu ngắn kéo dài cái dài này. Ngoài ra thì các bạn còn có thể dịch chuyển. Ở đây có một cái điểm mà hơi khác biệt nhé. Các bạn để ý là có một cái đầu điều khiển hình tròn tròn này và một cái điểm điều khiển hình thoi. Bấm vào cái điểm đầu này thì các bạn có thể thu ngắn kéo dài. Đấy. Còn đối với cái điểm hình thoi này, các bạn bấm vào đây là các bạn dịch chuyển cái vị trí tương đối của cái dải màu này so với đối tượng. Đấy. Và bằng cách như thế này thì các bạn có thể là thay đổi cái vị trí màu ở trên hình. Và nếu như mà các bạn đặt lùi ra thêm một tí kẹo nữa ở đầu phía bên phải này thì lại xuất hiện cái mũi tên xoay tròn. Các bạn có thể xoay chuyển hướng cho cái mẫu tô này trực quan trực tiếp ngay trên đối tượng luôn. Cái này thì nó tiện hơn là chúng ta ra giảm các tham số ở trong cái panel bên này. Đấy. Và các hình vẽ vector các bạn tạo ra thì các bạn có thể tô màu một cách thoải mái trực tiếp, không có bất cứ cấm đoán gì trong cái cách tô solid hay là tô chuyển gradient cho một cái đối tượng vector do các bạn vẽ. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn lại làm việc với lại chữ chẳng hạn, đấy, trong bất kỳ thiết kế nào thì chúng ta có sẽ có ba thể loại đối tượng mà chúng ta làm việc. Đấy, tôi sẽ nhắc lại là những đối tượng vector do chúng ta vẽ ra này, hai là đối tượng là ảnh này, và ba là đối tượng gì ạ, chữ. Đấy là thông thường, đấy là những cái thể loại rất là cơ bản mà chúng ta làm việc. Thì vector vẽ ra thì không có bất kỳ cấm đoán nào cả, muốn tô thế nào thì tô, muốn vẽ thế nào thì vẽ. Tuy nhiên text thì không phải là thoải mái như thế, text thì chúng ta lại phải có mẹo chúng ta mới có thể tô vẽ các cái màu tô chuyển vào. Đây tôi cũng sẽ nói luôn, chỉ dẫn luôn cho các bạn cái đó, các bạn để ý đây nhé. Vừa rồi là chúng ta làm việc với hình vẽ, bây giờ tôi nhập một cái text vào đây. Đấy, mặc dù chúng ta chưa giảm cái text nhưng mà nguyên tắc của nó thì giống nhau thôi. Nhấp vào công cụ, kích chuột, nhập thử một dòng text vào đây. Bây giờ text này thì hơi bé, chúng ta có thể kéo nó ra cho to,
Muốn nữa thì các bạn có thể chọn những cái phông là nó dày dày một tí. Ví dụ tôi chọn phông Impact đi. Và ví dụ bây giờ tôi có cái này rồi, tô màu nhé, đỏ nhé, vàng nhé, xanh nhé, bất kỳ màu nào, ok, rất dễ. Đấy là màu Solid thì Tech nó tiếp nhận ngay lập tức, không có ý kiến đi cọ gì cả. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta thử xem tô màu chuyển xem nó thế nào. Tô màu chuyển thì nó không hề ra màu chuyển, mà nó còn tệ hơn là nó giảm phức về màu đen luôn. Đấy, không chấp nhận màu chuyển ở đây. Thế thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng mang tính chất gọi là hỗ trợ thiết kế luôn, thực sự là như thế. Tại vì Tech thì trước khi nó là một yếu tố thiết kế thì nó đảm nhiệm cái nhiệm vụ là để đọc đã. Và do đó thì một cái Tech để đọc thì tô một màu Solid bao giờ cũng dễ nhìn hơn là chúng ta nhìn trên một cái màu chuyển. Đấy. Thế nhưng không phải Tech nào cũng là để đọc theo cái kiểu gọi là một khối Tech Melity, mà chúng ta còn có những cái tiêu đề, có những Tech rất to, đúng không? Và Tech rất to đó thì tô màu phức tạp hoặc là tô màu chuyển cũng được, nó vẫn đẹp và nó vẫn dễ đọc. Đấy, chúng ta chỉ có cấm là cấm cái gì? Cấm không được tô màu chuyển vào cái Tech Paragraph, bởi vì Tech Paragraph nó nhỏ, nó nhiều, và nếu chúng ta tô màu chuyển vào thì nó sẽ cực kỳ rắc rối và sẽ rất rất khó đọc nội dung. Thế nhưng mà bây giờ tôi có cái này là cái Tech dạng to rồi đây, tiêu đề rồi đây, và tôi muốn là tô màu chuyển vào đây. Thế nhưng các bạn thấy rằng là hoàn toàn nó không chấp nhận cái thao tác tô màu chuyển. Thế bây giờ tôi thử một cái phương pháp khác. Thế bây giờ nếu mà tôi biến nó không còn là Tech nữa mà nó lại chuyển thành hình vẽ thì sao? Thì một cái Tech mà muốn chuyển thành hình vẽ thì chúng ta sẽ vào menu type này, trong menu type này các bạn chọn lệnh grid outline hoặc là nhấn shift control o, thì lúc này Tech sẽ bị biến thành hình vẽ, không còn là Tech nữa. Ok, Tech không còn là Tech nữa thì tô chuyển có được không? Tô chuyển được, nhưng lúc này thì nó lại gặp phải một cái vấn đề rất chối. Đây các bạn quan sát thử, cùng một cái dải màu dài như thế này thì cái màu của tôi nó sẽ tô làm sao đây ạ? Một màu đầu nọ chuyển dần sang màu kia đầu kia, nó chuyển rất là êm từ trái sang phải như thế này. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là đối với cái dải Text mà tôi vừa mới convert đó cũng là hai màu thôi, tô vào đây, nhưng chúng ta sẽ thấy nó rất lổn nhổn, tại vì nó không coi cả cái đoạn mà chúng ta convert đó là một đối tượng dài, mà nó lại coi từng cái con chữ vừa bị convert đó thành một đối tượng con, và nó chỉ tô chuyển từ trái sang phải của từng ký tự một. Do đó thì chúng ta lại thấy rằng là cái đoạn text này nó rất lộn nhộn, nó cứ bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, do đó thì trông cái dải màu nó không được êm như là cái dải màu mẫu bên dưới. Thế bây giờ chúng ta có cách nào để mà tô, để mà làm hay không? Thì chúng ta sẽ có hai cách như thế này. Đây, bây giờ các bạn quan sát, tôi gõ lại một cái đoạn text khác. Chúng ta có cái màu đây thì chúng ta sẽ có hai cách. Một cách là chúng ta áp dụng một cái mặt nạ cho cái đối tượng Tech này, hai là chúng ta sử dụng cái bảng thoại Appearance. Mọi người còn nhớ Appearance nó là ở đâu và làm gì không ạ? Còn nhớ là cái buổi nào chúng ta nói về Appearance không? Dính dáng đến Appearance năng chính là buổi hôm trước, buổi hôm trước khi mà chúng ta nói về cái effect, đúng không ạ?
chúng ta nói rằng là muốn điều chỉnh, muốn tắt, muốn bật hay muốn loại bỏ một effect ra khỏi đối tượng mà được gán, thì chúng ta sẽ phải bật cái bảng appearance ra và chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các tham số, tất cả những thuộc tính của đối tượng nó nằm ở trong đó, và chúng ta có thể tìm thấy cái effect, cái hiệu ứng, cái effect mà chúng ta đã gán cho đối tượng ở trong đó. Có thể bấm vào đấy để tạm thời tắt nó đi, có thể gì đấy ạ, bấm vào nó để truy cập lại vào cái hộp thoại để thay đổi, hoặc là chúng ta có thể kéo bỏ cái appearance đó vào trong thùng rác đấy. Thế bây giờ hôm nay vừa là bài mẫu chuyển nhưng mà chúng ta sẽ đụng đến rất là nhiều thứ ở trong này, các bạn quan sát nhé. Giảm về appearance trước đi. Đây, bây giờ chúng ta xem như thế này. Đây, bảng appearance, biểu tượng của nó thì các bạn nhìn thấy nó là một cái hình tròn và có cái đường đứt đoạn bao xung quanh. Bây giờ bấm vào đây thì nó sẽ khai báo cho chúng ta là về cái đối tượng đang được hiển thị ở đây nhé. Các bạn sẽ thấy này, nó thông báo đây là chữ này, đúng không? Ký tự này, opacity là cái gì đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác như thế này. Các bạn có thể chọn cho tôi là ở dưới này nó có mấy cái lựa chọn đó, add new stroke này, add new fill này, đúng không? Add new effect này, đấy, thêm bớt các cái hiệu ứng này, thêm bớt các màu tô bề mặt và thêm bớt các cái màu tô đường viền. Bây giờ các bạn bấm vào cái bảng này cho tôi là add new fill, đấy, thêm một cái màu tô, và sau đó thì các bạn bấm vào trong cái tô màu chuyển, thì lúc này các bạn lại thấy rằng là cái giải màu này nó tô êm không khác gì cái đối tượng vector ở trên, mặc dù đây vẫn là text nhá. Đây, còn sao này, tôi vẫn bôi đen được, đúng không? Thích thì tôi vẫn có thể làm sao đây ạ, gõ như vậy thì đây text vẫn là text, nhưng lúc này thì lại có thể tô được màu chuyển rồi. Còn nếu mà tô ngay lúc đầu tiên thì các bạn thấy rồi đấy, bất kể vốn cái thằng này là có màu gì, tô màu chuyển cái lập tức giảm về màu đen luôn đấy. Nhưng với cái hộp thoại appearance mở ra, các bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng add new fill, đưa thêm một cái màu tô mới vào thì các bạn lại có thể tô chuyển được. Tức là nếu mà chúng ta hình dung thì nó sẽ giống như là bọc thêm một lớp màu mới vào trong cái text này, chứ không phải chúng ta tô màu trực tiếp vào trong cái text. Đấy, bản chất nó sẽ là như thế. Thì lúc này chúng ta có thể là tô màu chuyển, một màu chuyển bất kỳ. Và cách như thế này thì rất là tiện. Vì sao? Cái cách mà tô màu vào trong một cái đối tượng text mà đã bị convert, thứ nhất là nó bị lổn nhổn thì các bạn đã thấy ở trên này rồi, đúng không? Rất khác. Và cái thứ hai nữa là nó cũng khó chịu. Thêm một cái là nếu mà bây giờ tôi tô xong mà bây giờ tôi lại bị khách hàng yêu cầu em ơi chuyển cho anh hay chuyển cho chị cái chữ này sang thành cái nội dung khác, thì lúc đấy lại khóc méo tiếng, lại gõ lại từ đầu hết. Thế cho nên là chúng ta vẫn giữ text là text, và chúng ta sử dụng cái chế độ là add new fill này thì chúng ta có thể tô màu chuyển được, nhưng mà đồng thời là chúng ta vẫn giữ được cái tính linh hoạt, dễ chỉnh sửa của text. Đấy, thì đấy là một cách rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cách nữa, nhưng mà trước khi nói về cách này thì chúng ta cũng lại phải giải thích một chút. Đó là kỹ thuật tạo mặt nạ. Mặt nạ là gì? Mặt nạ là sử dụng một cái đối tượng làm mặt nạ che chắn cho một đối tượng khác. Thông thường là cái đối tượng mà làm mặt nạ là đối tượng bé hơn cái đối tượng bị che chắn. Đấy, và do đó thì cái đối tượng mà được che chắn ấy thì nó sẽ hiển thị thông qua cái diện tích bé hơn của mặt nạ, và nó sẽ có hình thức của cái mặt nạ đó. Bây giờ các bạn quan sát nhé, tôi tạo ra một cái chữ nữa này. Này, chúng ta gõ một cái chữ như này. Đây, thì các bạn nhìn thấy. Bây giờ tôi sẽ sử dụng chính cái chữ này để làm mặt nạ cho cái giải màu. Thế thao tác thì chúng ta cứ gõ cái dòng chữ ra. Muốn
chữ có nội dung gì thì gõ cái nội dung đó, sau đó muốn tô cho nó màu chuyển gì thì chúng ta sẽ làm một cái giải màu chuyển tô đúng màu mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái chữ này như cái mặt nạ cho cái giải màu. Thì cách làm chúng ta sẽ làm như sau. Sau khi đặt nó vào trong cái vị trí mà chúng ta thấy cần thiết rồi thì chọn cả hai, chọn cả cái giải màu bên dưới, chọn cả cái chữ bên trên. Sau đó thì chúng ta vào menu Object. Trong menu Object thì các bạn tìm cho tôi cái lệnh Clipping Mask. Đó. Tạo mặt nạ và chúng ta chọn Make hoặc là nhấn phím tắt là Control 7. Sau khi mà chúng ta thực hiện như thế này thì cái dòng chữ nằm ở phía trên sẽ được coi như cái mặt nạ che chắn cho cái giải màu ở phía dưới. Và do cái chữ bé hơn cho nên là chúng ta sẽ chỉ thấy được cái mặt nạ thấy cái giải màu thông qua cái diện tích của cái chữ đã được sử dụng làm mặt nạ thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy là gì đấy, cái chữ có vẻ như là có màu chuyển, và lúc này thì màu chuyển nó chuyển một cách êm ái chứ nó không lổn nhổn như là cái dòng chữ bị convert nữa. Tuy nhiên nếu mà so sánh cái cách này với lại cái cách mà chúng ta vừa tô màu bên dưới, tô màu chuyển cho cái text ở bên dưới theo cách là thêm cái màu tô, thì cách này đây là một cách để cho chúng ta tham khảo thêm thôi, còn cách dưới thì hay hơn. Tại sao lại nói như thế? Tại vì là chúng ta phải phát sinh ra thêm một đối tượng, đúng không ạ? Chúng ta lại phải phát sinh thêm một cái lệnh nữa là lệnh mặt nạ, và nó cũng có một cái điểm mà nó không được linh hoạt là sao? Đây các bạn nhìn nhé, dòng chữ này tôi muốn dài ngắn bao nhiêu cũng ok, nhưng mà cái dòng chữ này thì có vấn đề, ngắn lại thì cái giải màu nó sẽ không giống như chúng ta cần nữa, mà dài ra thì sẽ có chỗ bị mất màu. Vì sao ạ? Bây giờ chúng ta quan sát lại cái này nhá. Bây giờ tôi chọn cái này và tôi tháo dỡ mặt nạ ra này. Quy tắc, xin nhắc lại quy tắc ở Illustrator, làm cái gì ở đâu thì tháo dỡ ra cũng ở đấy. Đó. Vừa nãy là chúng ta chọn Clipping Mask và cách là vào Object, đó, vào Clipping Mask và chọn Make. Thì bây giờ chúng ta cũng vào đấy nhưng sẽ sử dụng cái lệnh bên dưới là Release, tháo dỡ ra. Đây, tháo dỡ. Chúng ta có cái gì? Chữ vẫn là chữ, đúng không ạ? Giải màu vẫn là giải màu. Không có thằng nào bị thay đổi thuộc tính, không có thằng nào bị thay đổi cái gì hết. Nhưng mà nó có một cái điểm mà nó dở như thế này. Bây giờ các bạn để ý nhá. Vị trí nó nằm như thế nào thì nó sẽ hiển thị cái màu bên dưới như thế. Đúng không? Ví dụ màu như thế này, đặt ở vị trí nào nó có màu ở vị trí đó. Quan sát nhé. Đây, thì màu đậm có vẻ nhiều, màu nhạt ít thế này. Nhưng nếu bây giờ tôi điều chỉnh nhá. Đây, chúng ta xem thử điều chỉnh này. Ví dụ tôi dịch nó sang đây. Ok, lúc này thì các bạn sẽ lại nhìn thấy cái gì nhỉ? Màu xanh nhạt có vẻ nhiều hơn, đúng không? Như thế là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí tương quan giữa cái chữ và cái màu ở dưới. Nhưng đến đây thì vẫn chưa phải là hết. Chữ này vẫn là chữ, và do đó nếu như mà tôi thêm một cái chữ nữa vào đây thì sao? Các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi vừa đánh vào không ạ? Không thấy đúng không? Tại vì nó là mặt nạ nhưng nó không che chắn bất cứ cái gì cả. Phía sau nó không có màu. Do đó các bạn cũng sẽ không nhìn thấy. Không nhìn thấy gì hết. Nhưng cái thằng này thì vô tư. Các bạn muốn đánh thêm bao nhiêu thì các bạn đánh. Đây ví dụ, chọn này, nguyên vẹn cả cái khối chữ này nha. Cách này, Enter này. Đấy, dòng chữ này bây giờ dài gấp đôi, nhưng mà màu vẫn có, luôn luôn nhìn thấy màu. Đấy. Thì dùng phương pháp nào cũng được. Đấy, cách nào cũng được, cách nào có cái hay của nó, cũng có một cái kỹ thuật hay ho của nó. Nhưng mà nếu mà nói về tiện thì cái cách mà tô màu chuyển bằng cách là gì đây ạ?
Add New Film này sẽ là cách tiện lợi nhiều đường hơn. Đấy, mặc dù cách này cũng không phải là cách tồi, nhưng mà nó sẽ chỉ thích hợp ở trong cái trường hợp là chúng ta không phải sửa chữa ngắn dài thêm nữa, mà nội dung đã xác nhận rồi thì lúc đấy chúng ta tô thì ok. Còn nếu mà còn có cái chuyện là kéo dài ra hay thu hẹp lại thì không nên dùng cái cách này. Ok, thế thì chúng ta đã biết thêm một cái phương pháp tô chuyển đấy, tô cho cả đối tượng thông thường vector lẫn là cái mẹo để mà làm việc tô màu chuyển cho text. Đấy, bây giờ thì các bạn thử nghiệm đi, nắm được thao tác rồi thì tôi sẽ lại hướng dẫn tiếp một số thứ khác.